Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán 3 chiếc máy các bạn. Một chiếc là 4508 và chiếc 6040 và một chiếc máy sới bánh xích các bạn. Thì đây là bán trọn bộ ha, chiếc nào cũng trọn bộ hết trơn các bạn. Thì xíu nữa mình sẽ giới thiệu từng phần cho các bạn xem được rõ hơn các bạn. Đó thì chiếc đây là chiếc 6040 thì bán cũng trọn bộ là 4 món đồ ha. Rồi lát nữa thì cũng có chiếc là 4508 cũng bán là trọn bộ là 5 món đồ. Còn một chiếc máy sới bánh xích là động cơ là 70 các bạn. Thì xíu nữa mình giới thiệu từng phần cho các bạn xem được rõ hơn trong một cái video này các bạn. Để chúng tôi mình giới thiệu mà từng chiếc thì mình không nói là bán cho một clip này là 3 chiếc thì anh em sẽ không đón xem ha. Các bạn đón xem để biết mua từng chiếc máy ha các bạn. Chiếc này 4508. Chiếc này thì chú nói là tất cả là còn nguyên zin. Để mình quay cho anh em xem. Đây, khúc này thì chú nói là nguyên zin đây ha các bạn. Đó, chưa có cắt chưa gì ha. Máy, đó, đầu máy đây, đầu máy còn rất là khô ráo rất là đẹp ha. Chiếc này là L4508. Là bán gồm cái gì với cái gì chú? Dàn sới. Bán dàn sới. Bánh lòng. Bánh bơi. Vàng phát gạ. Ủi đầu. Là chiếc này 180 ha. 180. Vàng sới, bánh lòng, bánh bơi, vàng phát gạ, ủi đầu. Là mấy món đồ? Sới, bánh lòng, bánh bơi, vàng phát gạ, ủi đầu 5 món. 5 món ha, 5 món là mình bán là giá 180. Đồ rất là nhiều nha các bạn. Đó, đây đồ rất là nhiều. Này ủi đầu luôn. Ủi đầu có bánh này luôn hả chú ạ? Bánh dẫn luôn. Ủi đầu có cái lam luôn nha. Có lam nữa ha. Đó. Dàn sới siboga má dày ha. 2m. Dàn sới 2m, siboga má dày. Đây. Đùi bọng đâu còn nguyên hết trơn đó. Nguyên zin hết trơn luôn ha. Đó, anh em cần thì alo hết bà. Yên này ta còn ok hết bạn. Rồi tiếp theo mình cùng xem chiếc này luôn. Có để xin quay cũng được. Cũng được, khỏi quay cũng được. Tại vì nên nó xuống. Hỏi gì tùy hỏi chú vậy. Thì nói là ok. Đây ha. Đó, anh em cần thì alo ha. Bánh đồ còn ok zin hết trơn hết bạn. Bánh đây còn rất là không có rai, không có răng gì hết trơn ha. Rồi tiếp theo mình cùng xem chiếc này động cơ gì chứ, chiếc máy sới bánh xích này. Vàng đồ máy đồ 70 hết. Ba máy sới bánh xích này 70 ha. Động cơ 70. Dàn chân đây. Chiếc này mình bán dự định bán bao nhiêu chú? Đây các bạn, cái này động cơ nó còn zin không chú? Thay vụ bạc rồi, mới thay vụ rồi nè. Động cơ này thay có thay bạc nha. Là nó không có zin nhưng mà có thay bạc. Còn dàn sới này bao nhiêu? 2m4. Sới 2m4 ha. Dàn bốn cháy đó. Cái này nó chỉ có là dàn sới thôi chứ đâu có gì phải không? Đúng rồi, bánh xích thì dĩ có dàn. Dàn sới này thì dàn sới tăng tua được các bạn. Dàn sới 4 chế nhau, dàn sới hộp sợi lớn. Cái hộp số là 2 số đó. 2 từng số. 2 từng số á. 2 từng số sới phải không? Số quá lớn à. Cái này có ai đóng chứ? Cái này là đóng bên Đồng Tháp. Bên đóng bên Đồng Tháp ha. Cái này thì bà bán là giá là 150. Đó, anh em cần thì alo ha. Đây trên đây. Thùng dầu của thằng nào quá bự đâu. Thùng dầu bự dữ lắm các bạn. Dầu dầu có mấy cắt. Còn rất là đẹp ha. Cái này là dàn chân này là dàn chân hạ luôn. Dàn chân hạ thùng của 70 phải không? Đúng rồi. Chân hạ thùng của 70. Thì cái máy cắt của nó chỉ có hạ thùng xuống đó. Dạ. Thùng nguyên của nó đó. Dạ. Giá là 150 ha. Anh em cần thì alo ha. Mặt nạ rồi chứ trước còn cũng còn rất là đẹp luôn. Và tiếp theo mình cùng xem chiếc 6040 ha. Chiếc này mình bán nhiều chú? Để hỏi nó. Chiếc này tất cả còn nguyên zin không ta? Chiếc này còn rất là mới. Chiếc này còn rất là mới các bạn. Cái quan của chạy nó bị dính.
Chiếc này là bán giá là 270 triệu phải không? Ừ. Bán gồm cái gì với cái gì? Vàng sới, bánh lòng, bánh bơi, cắt gạ. Vàng sới, bánh lòng, bánh bơi, vàng cắt gạ. Rồi là nó trên anh nói là nó cắt chứ không này mình cắt bơ, dính bố đúng không? Đúng rồi. Dính bố mình chỉ có cắt dính bố thôi chứ không đúng có rồi. Gì trơn phải không? Chưa đụng chạm. Máy là không có gì hết, chỉ là cắt máy, dính bố thôi. Máy đùi này kia là khô gan hết trơn. Máy đùi đùi kia còn ok chưa ha. Đây các bạn. Này người ta dặn dục người ta không có rửa sạch ra, bên ta chỉ rửa còn hơi dơ. Chứ mà này, anh em về mà rửa sạch cái nữa thì đẹp lắm mà. Ở trên thì máy không có chơi vào đâu ha. Dành dè mâm bánh rồi còn ok ha. Các bạn thấy nè. Còn nguyên đó, chỉ có là than bây giờ chứ phải không? Dạ. Vậy là dàn sới, bánh lòng, bánh bơi, dàn phát gạ. Phát gạ 28. Vậy là 4 món anh hả? Dạ. Là cái máy cài 6040 này là bán là 4 món đồ. Là giá là 270 anh ạ. 270. Đó, giá là 270 cái máy này. Nha bạn. Anh em cần thì alo ha. Rồi, dàn sới đây. Dàn sới này có nào đây ta? Fibogram. Sới Fibogram máy dày. Máy dày. Nè. Sới Fibogram máy dày. Nha ha bạn. Nguyên hết. Sới Fibogram máy dày. Đây. Đôi bọng rồi còn ok zin hết trơn ha. Dạ. Đồ bọng rồi còn ok zin hết trơn ha bà. Anh em cần thì alo ha. Mấy ngóc đùi mấy ngóc đấy là cứ nguyên hết trơn đâu có đụng chạm gì. Đây. Ha bà. Đó. Cái động cơ cái máy này thì mình thấy còn rất là đẹp, ở ngoài đẹp lắm, tại vì cái này chơi mấy cao su ha các bạn. Máy này thì mình thấy là ok đẹp lắm. Nó tính còn tính được nhiêu giờ không anh? Còn đồng hồ còn đang 2003. 2003 giờ hả? Là đồ nó nhiều lắm các bạn, đồ 4 món đồ. Để lát nó chỉ cho em coi cái số đồ anh. Đường điện là còn nguyên chân. Ha, bật lên coi đó ha. Dạ. Hệ thống điện là nha anh, cầu kèm đầy đủ. Đây các bạn, là số giờ là 2003 ha. Coi càng đầy đủ hết trơn ha, thứ gì hết trơn ha. Rồi thì chịu cực khổ dở cái máy cao su ra luôn, để ve ra ngoài cho các bạn xem ha bạn. Để nhầm khi ở trong đây tối rồi không thấy được cái hình ảnh các bạn đánh giá này nọ được tôi nghẹp ha. Đó, máy còn mới tôn luôn. 2003 bán 4 món đồ. Dàn sới, bánh lòng, bánh bơi, dàn cắt gạ. Máy đời cái phát một nổ. Quá đã cái máy này. Máy còn im ru không hú hét gì trơn các bạn. Quá trời mê máy. Quá đẹp cái máy. Không chơi vào đâu được hết bạn. Rồi dở để cho máy nổ vậy dở dốc cà bồ lên coi cà lại cái nữa. Được khó ơi. Dạ. Đây các bạn coi động cơ nè. Thấy mê luôn không? Đứng từ xa là cái gì, hình ảnh của cái máy là đẹp cực đẹp phải không? Nó 4 món đồ giá 270 triệu. Nó giờ chớ đang chạy luôn đây, thấy em rung luôn không? Thích nè. Cầm đang điên luôn ha. Chạy vô đây anh, em lấy hình ảnh vậy được rồi. Đó, máy đẹp như ý nha. 2003 bán 4 món đồ, dàn sớ, bánh lòng, bánh bơi, dàn cắt gạ.
giá 270. Đó, đây là Tân Hiệp Kiên Giang ha. Sáu không bốn không này hiện tại là nếu mà mua ở ngoài thị trường là cái giá là 430, nhưng mà chưa có cái gì hết trơn các bạn. Rồi tổng kết cái video của mình các bạn là bán một chiếc 6040, một chiếc máy sới bánh xích động cơ 70, và chiếc này là 4508 ha. Chiếc này là bán giá là 108, 5 món đồ ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Hai chiếc máy này thì tất cả còn nguyên zin, còn chiếc này thì bán giá là 150, nhưng mà có cắt động cơ rồi ha, là cái động cơ là có làm lại cái dàn cái bạc ha. Đó, đây để quay kỹ cái này cho anh em ha. Xích ha, dàn chân cái này thì máy cắt hạ thùng nguyên con 70 hạ xuống ha. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Đây là những cái đồ kèm theo máy, đây là bánh bơ của 6040 với 5018 4508 này hả? 6040 nè. Này sao này 60. Kia 4 gữ. Hai cái nó cũng tương đương nhau, giống hệt nhau ha. Đó. Mới chát chưa có. Mới chát chưa có siêu dạo gì chưa hết bạn. Hết chưa. Cái này đó đóng nhiêu? Cái này hả? Mỗi lần đóng cái này với bánh lòng rồi này kia là chục lần. Chung nhau đâu nhớ nổi hả? Rồi cái này gì? Cái bán này luôn hay gì? Bán luôn. Cái này gì? Cái ép mương đó. Cái này đâu có kèm chung với cái kia đó phải không? Nhưng mà người ta mua thì bán luôn. Mua thì bán luôn, cái này nhiêu? Thì, cũng để cho anh em xài giá rẻ hả? Rẻ là nhiêu hả? Rồi cái này là gì? Ép mưng nữa hả? Cái này là ép kéo bờ. Kéo bờ. Này kéo bờ này hơi hiếm ở trên con ít thấy. Còn cái dàn đắp bờ là dàn này đó hả? Dàn đắp bờ hai mặt. Đúng rồi. Bán luôn cái dàn đắp bờ hai mặt này là bao nhiêu tiền? Cái này kèm chung với cái máy là cái này đâu có kèm chung. Cái này bán riêng ha. Cái này bán riêng, cái này bán bao nhiêu? Giờ nó bờ hai mặt này. Cái này 8 triệu. Giờ nó bờ 8 triệu. Giờ 8 triệu ha, giờ nó bờ hai mặt. Lấy cái này với cái ép mương thì 10 triệu đó. Giờ nó bờ hai mặt, có hai cái chảo hai bên đó bạn, bên đây cái chảo và bên đây cái chảo. Chính giữa này thành cái bờ. Đó. Cái này giờ nó bờ hai mặt, ở chính giữa này dàn nấu, dàn răng ha. Đó, bán cái này 8 triệu. Anh em cần thì alo ha. Rồi bánh lòng này kèm theo mấy cái máy kia phải không? Dạ. Bánh lòng là theo máy đó. Bánh lòng theo máy 60. Rồi. Cái này 4 gữ. Còn thẳng gan chưa có díu giáo. Chưa có díu giáo gì trên ha. Đây. Đây. Nha bà. Đó. Rồi đây. Ở đầu 4 gữ đó. Ở đầu 4 gữ ha. Rồi, ok. Anh em cần thì alo ha. Dàn đây là hai dàn cắt gạ ha, là một dàn 2m8 và 2m6 hả? Dàn 2m8 là mang cho 60, dàn 2m6 thì mang cho 4.8. Rồi mới xài cái này ship ra được không ta? Ship được. Cái này lịch sự chút. Dàn này ship được hay bạn? Này ship ở chỗ lớn cổ cao đó. Để đó cổ cao là xài cho là cắt mà lúa Nhật rồi đó phải không? Dạ. Cái gì cắt cũng được các bạn. Lúa Nhật với mà rồi. Em này cái gì ở đó cậu mình phát. ST. ST là lúa Nhật đó. Anh em cần thì alo ha. Đó. Này là bán chung với máy cày. Rồi chị được rồi chú ơi. Quan trọng anh em ta muốn mua thì đến xem thôi.